Hello anh em, hôm nay mình sẽ làm ombre ha và mình sẽ chia sẻ uh, cái phó móng dành cho những cái uh, mỏng tay hơi dài như thế này ha làm sao để uh, cho khách đi được lâu và không có cái tình trạng uh, gãy móng xảy ra. Ha. Thì anh em cố gắng xem hết video. Thì trong quá trình làm mình sẽ uh, show cho anh em thấy ha kỳ uh, phom uh, mỏng nó có độ khỏe rất rất là gọi là bảo khỏe luôn ha thì nói chung cũng có những chỗ móng cũng có những chỗ dây ha chứ không phải là dây từ trong ra ngoài đó thì mình sẽ cố gắng ha uh, chia sẻ cho em cái phóng móng như thế nào là uh, khỏe và cái cách mình uh, chạy máy uh, dụa xếp chạy máy và cách uh, chạy cho nó móng uh, hai bên hóng móng ha đó, cái cách chạy như thế nào để cho hai bên mỏng nó Ờ, mỏng thì đầu tiên thì mình sẽ um, đắp ombre trước nha. Thì mình đắp màu trắng ombre này thì uh, cũng đơn giản đúng không? Thì ngay cái đường lăn màu trắng ở trên đó cái chỗ nổi uh, cái điểm đầu tiên của màu trắng cái đường lăn ở trên đó thì mình cố gắng đập xuống cho nó uh, hơi mỏng một chút nha, đừng để cho nó quá dài Đó, thì cho nó mỏng mỏng một xíu để mình có thể uh, đắp uh, mình kéo màu pin đó, nó ombre nó không có bị sâu lên cái đường lai màu trắng ha thì cái chỗ đường lai màu trắng đó mình phải cố gắng uh, vuốt cho nó mỏng nó, nó nằm xuống một chút là được nhé đó thì cái cách thức đắp ombre thì cũng uh, nhiều cách ha anh em có thể đắp một cục hai cục đều được thì hôm nay mình sẽ đắp một cục ha thì nếu mà trong quá trình đắp nó có bị lỗi thì mình cũng có, sẽ có cách mình khắc phục được cái lỗi nó cũng không có phức tạp chúng anh em cứ xem video thế mình sẽ cố gắng chia sẻ một cách uh, dễ hiểu nhất ha. Đó, thì lần đầu mình sẽ uh, vuốt cho ông ray ha. thì mình lúc mình vuốt mình nhớ lưới cái cò, ha cho nó blend đều ra nó đừng có đi nó quá ha. các bạn không có đe cái cò mình xuống quá thì sau khi nó ra ông ray rồi đó, mà mình cảm thấy À, cái màu hồng quá ít à, mình muốn màu hồng nó uh, nhiều hơn một xíu nữa ha màu hồng sẽ chạy xuống khoảng 70-80% phần trăm còn xấu ít màu trắng thôi thì mình có thể uh, đắp thêm ha đó, như, bình thường như vậy là được rồi ha nó không nhất thiết phải thêm nữa nhưng đều mình thấy màu hồng nó chỉ trả lan đến 60% phần trăm thì mình muốn nó nhiều hơn thì mình sẽ lấy một cục bột ít ha mình để ngay ở giữa móng đó và mình vuốt vuốt lai xuống thôi đó mình vuốt lai lai nhẹ xuống là tự động nó blend ra ha tại vì cái màu pink này là mình uh, cái màu chuyên để đắp ombre nên nó cũng rất là dễ để đắp ombre ha anh chị em chỉ cần vuốt 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 nhẹ ra là nó blend đều ra đó thì những ombre pink and white này thì nó cũng dễ ha nó rất là dễ tạo cái đồ ombre tại vì hai cái màu này nó cũng Ờ, hợp nhau đó nó không có quá gì gọi là khác biệt nên rất là dễ để đắp on ray ha thì um, kế tiếp cái mỏng này cũng như vậy ha đó mình cố gắng ha các bạn để ý cái đường lái màu trắng đó, đó. cái điểm đầu tiên của cục bột thì các bạn nhớ ha vuốt uh, uh, cho nó uh, nằm xuống một xíu ha nó cho nó mỏng để mình lúc mà mình đắp ông ray nó không có bị xấu cái lái màu trắng đó nha đó cố gắng đập và vuốt cho nó Uh, mỏng một chút nha yeah. còn cái đoàn ở ngoài này thì mình cứ vuốt như bình thường uh, luôn luôn vuốt hai bên vào ha uh, thì uh, trước khi mình uh, đắp bột thì mình phải đã dụa dụa xếp kỹ rồi ha uh, mình dụa sao cho nó ra cái cọc bên trước rồi tới lúc mình đắp bột thì mình sẽ cố gắng vuốt ha uh, vuốt hai bên hông vào thì nó sẽ giữ được cái xếp và đặc biệt nó làm cho hai bên mỏng hai bên hông móng nó nó ôm vào nó mỏng vào nó gọn nha. Yeah. Đó, mình phải luôn luôn vuốt hai bên vào ha. Thì khi mà mình vuốt hai bên vào nhiều thì nó sẽ giữ được cái shape cho cái bộ tay. Đó, nói chung là đơn giản là như vậy nha. Cố gắng ha, lúc mà bột nó còn ướt thì mình cố gắng vuốt hai bên vào để cho cái xếp nó được thẳng thốn, giữ được cái shape. Lát nữa mình không cần phải vuốt shape nhiều. À, còn đắp ombre thì um, hôm nay mình sẽ đắp một cục ha, đó, mình sẽ để vào Kiriko à, Và từ từ thay phát bột rất là dẻo, không có gì phải lo hết à, Mình sẽ chủ cái tay khách nhà xuống, xong bắt đầu mình sẽ chỉnh, ha. chỉnh cho nó tròn đều Kiriko à, Cho nó tròn đều ki cô và hai bên mẹp móc ha à, Sau đó mình sẽ vuột nhẹ nhẹ ra thôi là được ha vuốt nhẹ thôi. tại cái bột này nó uh, rất là dễ blend ha. Anh chị em chỉ vuốt vuốt từ từ thôi là nó đã blend ra rồi. đó rất là đơn giản. thì cái ombre and white này thì nó cũng dễ ha. thì nó cũng rất là hai cái màu này là hợp nhau nên anh em đừng có lo. Ha. mình cứ vuốt từ từ thôi thì nó sẽ uh, blend ra đều thôi, chứ không có gì uh, khó khăn hết nha. thì cái cách đắp những ngọn sau thì nó cũng tương tự như vậy thôi ha không có gì khác biệt đó mình chỉ đắp một màu trắng vào mình sẽ tẹm hai bên hông vào và cái điểm đường lăn màu trắng đó mình sẽ cố gắng ha làm cho nó mỏng một chịu nha đó nó mỏng một chút là thành công đó. không có gì gọi là phức tạp hết và luôn luôn ha vuốt hai bên hông vào đó. anh em phải luôn luôn vuốt hai bên hông vào ha để cho kỳ xếp nó uh, được uh, giữ được kỳ xếp đó thì uh, lát nữa mình sẽ không có chảy mãi nhiều đó. sau đó mình sẽ tiến hành lấy một cục màu hồng ha vừa đủ ha đừng nhiều quá mà cũng đừng ít quá đó thì mình để vào ở à, gần trong kiriko ha và mình để nhà lên đó sau khi mà kiriko tròn đều thì mình sẽ tiến hành chỉnh hai bên à, mẹp mỏng ha cho nó đủ bột đó. thì cái bột nó rất là dẻo nên anh em không cần phải vụt vội ha đó mình sẽ chỉnh kiriko và hai bên hồng mỏng trước đó sau đó mình sẽ vuốt vuốt nó nhẹ ra là nó blend thôi ha thì nó rất là nhẹ nhàng đó thì những cái ngón sau thì nó cũng tương tự như vậy ha nên mình sẽ tua nhanh qua một xíu ha. để cho video nó không quá dài ha rồi thì uh, anh em thấy video uh, chia sẻ uh, bổ ích uh, thì cho mình xin một like ha như mọi khi uh, uh, đi xin like vào của anh em thôi <laughs> thì anh em nào mà uh, có những kỳ uh, yêu cầu về mình làm video về chủ đề gì thì cứ comment bên dưới ha đừng còn ngại uh, hay là có những thắc mắc gì thì cứ uh, comment bên dưới ha đừng có không có gì phải ngại ngùng hết đó. thì nếu mà mình thấy comment của anh em thì mình sẽ trả lời uh, sớm nhất có thể ha đó thì uh, Đáp ông đấy thì mình chia sẻ ba ngọn kia rồi thì những cái ngọn này nó cũng tương tự như vậy thôi nó không có gì đặc biệt thì mình sẽ cố gắng uh, uh, tua cho nó nhanh hơn một chút để uh, video nó không quá dài ha khi mà video quá dài quá anh em xem nhiều khi anh em cũng buồn ngủ đó thì tới cái đoạn nào mà Uh, cần chia sẻ kỹ hơn thì mình sẽ uh, dừng lại ha và mình sẽ chia, chia sẻ cho anh em ha Đó. Rồi ok à, Bây giờ thì sẽ tới khâu dùa xếp ha Thì anh em nhớ để ý ha Mình sẽ kéo từ hai bên kỳ à, Kỳ khỏe mỏng đi vào ha Chẹo vào đó Mình sẽ đi từ hai bên kỳ Chẹo mỏng thôi ha Đừng có đi lên cao quá ha Mình chỉ nên đi từ hai bên Cái khỏe mỏng đi vào Và dù ở dưới nữa nha Đó thì dù ở trên rồi thì cũng phải dù ở dưới nữa đó để cho cái mỏng lúc mà mình đưa thẳng tay ra nó thẳng thốt đó ở dưới nó thẳng ra đó thì anh em chỉ cần kéo ha kéo nhớ để ý ha kéo từ hai bên cây khỏe vào thôi ha đừng có kéo lên cao quá ha à, mình chỉ nên kéo từ hai bên cây khỏe vào đó nhớ ha đừng đừng có kéo lên cao quá đó mình chỉ kéo từ hai bên cây khỏe vào thì nó sẽ ra cái xếp coffin thôi ha thì anh em nào mà muốn nó uh, top hơn thì mình có thể kẻ dũa sâu vào hơn còn anh em nào mà muốn nó không quá top thì uh, điều chỉnh vừa phải ha đó. thì tùy sở thích mỗi anh em đó. anh em có thể để nó đừng quá top hoặc là anh em muốn top thì cứ dụa thêm vào thôi thì nó top và nhớ nhá cái nhớ cánh uh, hai bên cho nó có độ cao đều nhau ha đó cái đoàn đi chéo vào nó đều nhau và nhớ nghiêng và vùa hai hông nữa ha. Đó. Mình nghiêng như thế này nè. Mình vùa hai bên hông. Đó. Khi nào mà các bạn thấy à, cái đường đó nó thẳng mà nó không có bị lõm là thành công ha. Đó. Đó, mình sẽ tiến hành ha. Chạy từ hai bên hông vào. Đó. Hai bên kia mép. Cho à, anh em có thể nhớ để ý cái cách mình để cái, cái dùa ha. Mình dùa ở trên thẳng rồi thì mình cũng phải luôn ở dưới. Để dùa sao cho uh, lúc mà mình nhìn ngang thì mỏng á. Cái đường ở dưới nó thẳng ra nha. Đó. Cái đường ở dưới nó thẳng ra là ok. Đó. Đó, anh em nhớ nghiêng vậy ha đó khi mà anh em chạy nghiêng vậy á nghiêng cái đầu dụ vậy mà anh em thấy không còn cái đồ lọt nữa nó thẳng ra với cái xe xếp là thành công ha đó. mình dù ở trên rồi mình cũng phải uh, dù ở dưới nữa để cho mỏng lúc mà nhìn thẳng nhìn ngang nó thẳng đẹp đều nha rồi sau đó mình sẽ tiến hành uh, chạy Kiriko đó thì mình chỉ uh, cái cách làm của mình thì hơi khác người ta một xíu ha thì mình chạy kiriko sạch đã đó. chạy kiriko 10 ngọn sạch đã mình mới bắt đầu dùa phó móng nha đó thì mỗi người mỗi cách làm anh em có thể uh, tham khảo cái cách này ha đó anh em có thể uh, dụa theo kiểu anh em hay dùa thường xuyên cũng được ha. cách nào cũng được không có gì mà ấy hết đó thì anh em uh, nhớ ha đó, thì nhớ để ý thì cái, cái móng tay mình đôi khi nó dài dài quá mình cầm cái tái khách á, mình sẽ bậu vào cái ngón tay khách ha nên uh, luôn luôn nhớ để ý ha mình phải cắt cái móng tay mình ngắn đó cắt và dụa sao cho nó ngắn để mình lúc mà mình cầm tái khách mình không có bậu đau tái khách ha đó thì uh, chạy ký đi cô này chủ yếu là anh em tách được cái cái bột Uh, ra khỏi kỳ da xung quanh kỳ cô là thành công ha đó. Nó, anh em không cần phải dùa quá nhiều ha à, anh em dùa nhiều quá nhiều khi nó chảy vào cái mỏng thiệt à, tới lúc mỏng lúc mỏng mà nó mọc ra nó nó có một cái đường gấn không có đẹp đó thì mình dùa uh, chủ yếu là nó sạch là được ha tách được cái da ra khỏi cái bột là thành công ha không không cần phải chạy đi chạy tới quá nhiều đó nó không có tác dụng gì hết vì thực sự cái đầu dùa Kiriko nó chỉ làm sạch Kiriko thôi. Đó, sau đó anh em sẽ tiến hành chạy phó mỏng ha, và mặt mỏng cho nó lãng ha. đầu tiên mình sẽ chạy trong khu vực Kiriko. Đó, chạy ngang dây ha. Chạy ngang vậy Mà nhớ ha, xẻo cái đầu cò, một cái đầu một xíu ha. Để cho nó có cái đồ lai ra. Đó, nó có một cái đồ lai ra ha. Đừng có để cho nó dài quá. Sau đó mình sẽ tiến hành dùa hai bên hông ha. Đó, đây là cái cách mình dùa hai bên hông. Đó thì uh, mình cố gắng dù làm sao mà cho hai bên hông móng nó có đồ mỏng ha đừng có để nó cho nó dài đó các bạn có thể thấy ha đó cái đường thẳng ra nó phải thẳng ra và cái điểm này nó có một cái đồ lai lên tự nhiên ha và khu vực nội uh, nổi móng nó có một cái đồ dài nhất định đó. thì nó sẽ không có gãy và đầu móng nó cũng không nó, nó nói chung là nó móng tại vì cái tay mình dùa cho nó xí khơ nên các bạn thấy cái đầu mỏng nó dai chứ thực sự nó không có dai ha tại vì cái mỏng này là nó, nó cống có đồ cống đó thì lúc các bạn nhìn ngang bạc các bạn nghĩ là nó dai mà thực sự nó không có quá dai đâu nó không có quá nhiều bột đâu ha đó thì cái cách mình chạy đó là để làm cho cái ký cô nó lai like ra ha đó. mình mình nghiêng cái đầu dùa ha đó. mình nghiêng ha. đừng có để trọng quá mà cũng đừng để năm năm quá ha nhớ nghiêng nghiêng đó, các bạn dù ngang qua nhưng đều phải nghiêng cái đầu dúa thì nó có một cái đồ lai ra ha. Đó. Các bạn nhớ ha. Đó, và hai bên mẹp mỏng này nó hơi dày ha. Đó là mình phải tiến hành dùa hai bên mép. Thì đối với những cái ngón dài như vậy thì mình thường thường mình sẽ dùa dọc xuống nha. Đó, mình mình rất là ít khi dùa ngang. Đó, đối với những cái mỏng như vậy. Đó, thì các bạn có thể thấy ha nó có một cái đồ lai từ cái cô ra khu vực uh, giữa móng đó nó có một cái đồ lai nhất định và ở dưới móng các bạn thấy ha cái đường thẳng nó, nó đi ra rất là thẳng đó thì uh, là thành công ha đó đây là cái phó móng dành cho những cô khách mà uh, hãy làm gãy móng mình làm kiểu này thì nó không có con tình trạng gãy móng nữa đó, nó rất là chắc và khỏe đó thì anh em có thể tham khảo cái phóng mộng này ha nhớ để ý thì anh em có thể hình dung ra được cái phóng mỏng như thế nào thì lúc anh em đắp vào dũa anh em sẽ đắp dũa ra được Đó, rất là đơn giản anh em nhớ ha, khi mình, mình làm nail thì mình phải biết uh, uh dũa dài dũa dày ở những nơi kênh dài và mỏng ở những nơi kênh mỏng ha giống khu vực hai bên hông mỏng là luôn luôn mình phải cố gắng dũa cho nó mỏng ha hai bên hông là phải mỏng uh, khu vực uh, cái đoàn nổi mỏng nó nó phải có dài một chút cái đoàn này nó hơi bị ấy thì mình sửa lại cả thôi ha à, mình kéo một cái là nó sạch thôi không có gì hết thẳng thọ lại rồi đó vậy thôi chủ yếu là anh em cố gắng vừa sao mà lúc đưa cái tay ngang ra cái tay nó nhìn nó thẳng ra cái đưa cái đường ở dưới nó uh, thẳng ra là thành công ha rồi, mình chỉ việc buffer thôi ha đó, buffer và sơn top cốt là hoàn thành bộ mỏng ha anh em có thể À, nhớ để ý ha nhớ để ý cái cách mà dù phó mỏng như thế nào để cho nó chắc khỏe và không bị gãy thì anh em có thể tham khảo cái phó mỏng này ha thì đến thị trường bây giờ nó có nhiều thờ người ta làm rất là nhiều cái phó mỏng khác nhau thì nói chung mỗi anh em mỗi sở thích ha mình cứ uh, tìm kiếm cái phó mỏng nào mình thích nhất thì mình cố gắng luyện theo thôi ha. không cần nhất thiết phải Uh, theo một cái công thức gì hết ha đó thank you anh em đã xem video của mình hôm nay ha đó hẹn mọi người vào một video kế tiếp ha và đừng quên uh, nhấn vào nút like và nút subscribe uh, của channel mình ha bạn mọi người